Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh đoàn quốc gia Phạm Hữu Minh và xin kính chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên Zoom trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi được chia sẻ thì tôi cũng xin được giới thiệu một chút về mình. Tôi là Kim Hoa Happy, năm nay 55 tuổi và trước thì như thủ lĩnh đã giới thiệu, tôi công tác trong ngành y và làm một trưởng khoa xét nghiệm trung tâm y tế huyện Kim Sơn, Phú Thọ. Cũng may mắn khi đến cái sản phẩm CBD này nhờ chị Phạm Huyền giới thiệu cho tôi và tôi đã tìm hiểu và tôi biết đây là những cái dòng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên và đã được sử dụng cho gia đình, có những cái kết quả rất là tuyệt vời. Mà cái buổi Zoom tối ngày hôm nay thì chúng ta đang chia sẻ với nhau cái chủ đề rằng là chúng ta có dùng cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe của CBD để đi chữa bệnh hay là không đi chữa bệnh. Thì trước hết là đối với quan điểm của tôi thì ngay cái tên của nó thôi thì nó đã nói lên rồi là cái tên của nó là gì ạ? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đúng không ạ? Mà chúng ta biết rằng là nếu đã nói đến bảo vệ sức khỏe có nghĩa là lúc mà sức khỏe chúng ta nó còn thì chúng ta mới bảo vệ, chứ còn nếu lúc mà sức khỏe chúng ta nó đi xuống rồi, nó đang có vấn đề bệnh tật, nó nhất là lúc nó đã ở cái tình trạng bệnh tật rồi thì đương nhiên là phải đi khám chữa bệnh, chứ không phải nói là để mà gọi là bảo vệ nữa, mà lúc đấy là chúng ta đi phục hồi sức khỏe. Thế thì cái sản phẩm của chúng ta nó có tác dụng phục hồi, nó cũng hỗ trợ trong cái phục hồi sức khỏe, chứ nó không phải là nó không có. Có nghĩa là đối tượng của chúng ta ở đây chúng ta sẽ hướng tới là những người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động, những người muốn bảo vệ sức khỏe. Ngay từ khi tôi bắt đầu cái được sử dụng những cái sản phẩm này thì thực sự là bản thân trong gia đình nhà tôi dùng có rất là nhiều kết quả, và mẹ tôi thì cũng là người bị tiểu đường, bị tai biến mạch máu não đã 3 lần rồi, bị tiểu đường, tăng huyết áp, và tôi vẫn cho mẹ tôi sử dụng cái sản phẩm này hỗ trợ trong cái quá trình điều trị sức khỏe, trong nâng cao cái sức khỏe cho mẹ tôi. Mặc dù thuốc tiểu đường tôi vẫn phải cho dùng, thuốc huyết áp tôi vẫn cho dùng, nhưng tôi vẫn sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì chúng ta biết rằng là trong cái đơn thuốc, nếu như ở trong bệnh viện mà bệnh nhân mà có ốm đau bệnh tật vào viện thì đương nhiên là đơn thuốc bao giờ cũng vậy. Nếu như là những cái vấn đề mà là viêm nhiễm thì bao giờ có kháng sinh và sinh tố, đúng không ạ? Sản phẩm của chúng ta là những cái sản phẩm nó có những cái thành phần là các vitamin và khoáng chất, và đặc biệt là cái công thức ở đây là khoa học bản quyền, là thanh lọc năng lượng cân bằng. Thì chúng ta vào chúng ta học và chúng ta tìm hiểu với cái chương trình này thì nó đã hỗ trợ trong cái vấn đề bảo vệ cái sức khỏe của chúng ta nó như thế nào rồi. Thế còn khi mà tôi dùng sản phẩm được thấy tốt và sau này tôi được chia sẻ cơ hội kinh doanh thì tôi rất là nhớ một lần mà chính thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh lên gia đình nhà tôi có chia sẻ tại đó. Và hôm đó thì tôi cùng với lại một chị bác sĩ của phòng khám của tôi, hai chị em làm chung một phòng khám, nhưng chị đã biết đến sản phẩm của CBD trước tôi 6 tháng, nhưng chị lại không phải là người chia sẻ cho tôi, mà tôi lại được biết đến sản phẩm CBD qua chị Phạm Huyền. Thì hôm đó là chị em chúng tôi có mời nhau đến để dự cái buổi chia sẻ của bác Vinh, thì chị bác sĩ của tôi cùng phòng khám với tôi thì chị cứ hỏi hết bệnh nọ đến bệnh kia. Chị cứ tí chị lại hỏi là bệnh nhân như thế này thì dùng cái gì, bệnh nhân thế kia dùng cái gì. Thì bác Minh có nói một câu rằng là ở đây cái sản phẩm này là để chăm sóc sức khỏe chủ động chứ không phải là để chữa bệnh. Cho nên là chúng ta không hướng tới đi tìm người bệnh để chữa. Thì tôi nhớ cái câu nói đó của bác Minh, và sau đó thì một lúc chị lại hỏi, và trước khi bác Minh về có quay ra có nói với tôi rằng là không hướng tới người bệnh chị nhé, chị đi tìm những cái người mà người ta muốn bảo vệ sức khỏe, hoặc là chị đi tìm những người kinh doanh, chứ chị đừng có đi tìm người bệnh giống như chị này. Lúc cái lần đấy là bác sĩ ra là thủ lĩnh cũng chưa biết chị bác sĩ đó là tại vì lần đầu tiên được tiếp xúc rồi, thì tôi đã nghe được cái câu đó ngay từ cái khi mà tôi mới, và lúc ấy thì gần như là nói về thực ra về tiềm thức ấy của các thầy thuốc ấy là luôn luôn hướng tới người bệnh, chứ không có cái tiềm thức và gọi là dùng những cái sản phẩm gọi là thực phẩm chức năng đâu. Nói thật là đi chia sẻ cho những người trong ngành y rất là khó luôn, vì không tin vào thực phẩm chức năng và không nghĩ rằng là nó có tác dụng phục hồi sức khỏe giống như bây giờ. Để cả bản thân tôi trước kia cũng vậy, tôi cũng không tin đâu. Chỉ khi tôi được dùng rồi thì tôi mới thấy rằng là quả thực là cái sản phẩm này nó có kết quả thật. Nhưng mà đến lúc mà mình vào mình tìm hiểu, nhất là cái video mà vừa nãy chúng ta vừa được xem ấy, 10 lợi thế của tập đoàn sức khỏe CBD, tôi được xem cái, sau khi tôi xem cái video đó ấy, thì tôi mới thấy hóa ra là những cái sản phẩm của tập đoàn sức khỏe CBD này nó có cái chương trình khoa học bản quyền, và nó được kết tinh trong 4 cái ngành khoa học. Trong đó nó có 4 cái ngành khoa học về vi chất dinh dưỡng, khoa học về nội sinh thái, khoa học về nhịp sinh học và khoa học về sự thích nghi. Cho nên là chúng ta dùng nó có kết quả. Còn cũng là một số những các cái sản phẩm của một số những công ty khác, nhưng người ta chủ yếu người ta chỉ tập trung vào là cái vi chất dinh dưỡng thôi.
Cho nên là nó cũng vẫn bổ sung, vẫn hỗ trợ được. Nhưng mà cái việc mà chúng ta dùng mà chúng ta cảm nhận được cái sự thay đổi cái sức khỏe của mình có nhiều hay không thì nó không hiệu quả nhanh bằng cái việc mà chúng ta dùng cái dòng sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Sinri. Cho nên là tôi cũng đã nghe lời bác Vinh ngay từ khi mà tôi bắt đầu công việc này. Tôi không có hướng tới đi tìm người bệnh, và đặc biệt là kể cả anh chị em trong đội nhóm của tôi thì luôn luôn là chúng tôi chia sẻ với nhau là chúng ta tìm những người muốn yêu sức khỏe, những người mà người ta muốn chăm sóc sức khỏe chủ động để chúng ta chia sẻ, chứ chúng ta không đi tìm người bệnh để chữa. Và nếu như mà anh chị em nào chúng ta đi vào cái hướng đó thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có thành công. Và cái chị bác sĩ cùng với phòng khám của tôi ấy, thì đến ngày hôm nay tôi, chị vào trước tôi từ ngày đó đến giờ, nhưng đến ngày hôm nay chị không có một tầng một nào cả. Chị không có một tầng một nào cả, nhưng trong khi đó tôi thì đã phát triển được hệ thống, và bây giờ tôi bên dưới tôi cũng đã có gần 1.000 người. Thì đó là cái mà có nghĩa là chúng ta sẽ hướng tới ai ạ? Chúng ta hướng tới những cái người mà muốn chăm sóc sức khỏe chủ động mà chúng ta xác định đi xây dựng hệ thống. Chứ còn quan điểm của tôi là như thế này, ngay kể cả những cái người bệnh thôi mà người ta đã đi chữa hết bệnh nọ, hết từ bắt đầu từ lúc người ta có bệnh, sau đó người ta có thể là ở tuyến dưới, ở y tế cơ sở, người ta đi khám chữa bệnh y tế cơ sở không được, người ta lại đi đến tuyến trên, rồi người ta đi đến bệnh viện trung ương, rồi người ta đi tìm rất là nhiều giải pháp khác nhau rồi, thì gần như là người ta cũng không có cái giải pháp gì mà nó hiệu quả. Đặc biệt là cái bệnh mãn tính không lây thì thường là nhất là những cái bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, thì nhiều khi là về Tây y chúng ta thường hay nói một câu rằng là sống chung với lũ. Thế là lại đưa vào tiềm thức của người ta cái sự sống chung với lũ rồi. Cho nên bây giờ mà bảo người ta dùng thực phẩm chức năng, người ta cũng không tin cơ. Chúng ta mà có chia sẻ cho họ, họ cũng không tin, họ cũng không dùng. Hoặc là họ có nể lắm, họ mua của chúng ta, họ dùng. Thì họ cũng không dùng đúng đủ đều, và họ luôn luôn mong muốn là cái kết quả có đến ngay, giống như là dùng thuốc Tây như lúc nãy bác sĩ Trương có chia sẻ. Đó, họ mong muốn là có cái kết quả sớm. Nhưng mà cái dòng sản phẩm của chúng ta này thì nó phải có thời gian, đúng không ạ? Nếu chúng ta dùng theo liệu trình, chúng ta dùng theo liệu trình và có thời gian ấy, thì nó chắc chắn nó sẽ có cái tác dụng phục hồi sức khỏe, và chắc chắn là rất nhiều cái kết quả sử dụng sản phẩm đã được chia sẻ rồi. Thế nhưng mà người ta lại không tin, bởi vì người ta dùng, người ta kỳ vọng là sau 7 ngày, sau 10 ngày là người ta phải có kết quả giống như là dùng thuốc ấy. Thì nó lại không có được cái điều đó, cho nên là người ta dùng một thời gian ngắn không có, bắt đầu quay ra người ta kêu ca, người ta phàn nàn, rồi người ta bỏ, người ta không dùng nữa, rồi người ta lại nói là làm cho mình mất năng lượng. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không hướng tới đi tìm người bệnh. Quan điểm của tôi là như vậy. Và tôi thì tôi không đi tìm người bệnh chữa. Tôi cũng vẫn đang xác định là đi xây dựng hệ thống. Và đối với đội ngũ của tôi thì cũng có rất nhiều anh chị em là những người trong ngành y vào. Thì thường là lúc đầu bao giờ vào là mọi người cũng hay hướng tới người bệnh. Thì tôi cũng định hướng cho các anh chị em là chúng ta không đi tìm người bệnh để chữa, và chúng ta sẽ xác định đi xây dựng hệ thống, chia sẻ cho những người đồng nghiệp của mình hoặc là những người bên ngoài, nhưng mà cũng phải hướng tới là chăm sóc sức khỏe chủ động, những người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động chứ không phải là đi tìm người bệnh. Vâng, đó là quan điểm của tôi ạ. Rất cảm ơn chị Hoa. Bác sĩ Phạm Kim Hoa thì cũng rất may là người nhà tôi, cho nên là ngay trong buổi đầu tiên mà khi chia sẻ với chị về các sản phẩm, và chị là một bác sĩ, thì tôi đã nói ngay, thế và chị cũng rất là tỉnh. Cho nên là chị cũng không mắc sai lầm, cho nên là trong một thời gian ngắn thì chị đã trở thành thủ lĩnh, và chị thấy còn đào tạo được ở tuyến dưới mình là thủ lĩnh nữa. Thì xin mời bác sĩ Đào Hoàng Hạnh, cũng là tuyến dưới của chị Hoa luôn, chị làm ở bệnh viện Quảng Ninh. Thì chị cũng là một trong những chuyên gia rất là vững về lĩnh vực xét nghiệm, thế rồi công tác ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Xin mời bác sĩ Đào Hoàng Hạnh. Vâng. Xin kính chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh, xin kính chào các anh chị em có mặt trong Zoom tối ngày hôm nay. Bao nhiêu số các cô bác anh chị đã biết Hồng Hạnh thì hãy cho số 1 vào ô chat ạ.